Định trở về khách sạn rồi, nhưng mà trên đường đi thì mình lại thấy cái nơi này đẹp quá trời đẹp luôn, nên tò mò ghé vô sau thử. Thì ở sau lưng mình ha, thì tự nhiên tới đây thì tự nhiên thấy cái cảnh vật nó bài trí rồi đông người quá trời luôn, thì tò mò thì dừng xe lại thì mình đi coi thử ha. Các bạn thấy ha, thấy không, nó rất là đẹp ha. Ở trong đây là người ta bán hàng ăn, mới ăn xong luôn. Ok, mình vô mình coi thử coi người ta bán cái gì. Ủa, hai đứa kia đâu rồi ta? Hai đứa kia đâu rồi? Biến mất tiêu rồi. Đây hàng ăn, để mình đi vào phố từ từ để coi nữa người ta bán cái gì. Ở đây là bánh. Ủa, biến mất tiêu rồi. Cái này giống cái phố đi bộ ha, phố ẩm thực vậy đó. À, về cái quảng trường bên kia là người ta dẹp rồi, cho nên bây giờ người ta chuyển qua cái phố này. Chết định chưa? Không chạy lại. Nghe nè, ừ ăn đi, ăn đi. Nhưng vợ mình thì nó mua nước nó uống. Ở đây thì cái này dễ thương nè. Cái này là bánh hay gì? Khao đế. Kinh đế. Kinh đế. Cái này ăn được. Ăn được mà. Nhưng hỏi con Vy không muốn ăn không? Lai ngân. Lai ngân. Xi bán. Xi bán. Xi sổng bạc. Xi sổng phan. 16.000. Mua một cái cho nó. Vy Vy ăn không? Anh trả lời mắt kêu nó giảm giá nè. Luôn. 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 Phẹn. Sư sẵn. Ok. Sư sẵn phạt. Mua cái hàng 2 cái. Bọn Vy nhắm không? Vy nhắm rồi. Vy nhắm rồi. Nè, chút nè. Sip. Sip sọn. Sip sọn bạc. Sip sọn. Sip sọn kịp. Sip sọn phan kịp. À, 12,000 kìa. Rồi con Vy thích nào? Con Minh thích con dịch này, yellow nè, con dịch ok. Yellow nè, ok, con biết, con biết. Tôi thích cái gì? Một cái. Sao vậy, con Vy thích một, mua một cái đi, con Vy thích cái nào? Hỏi người ta rồi, không mua sao được. Vậy lấy con dịch đi. Sọn. À, đang nóng. Nóng hả? Thì con heo đi. Ok. Lần. Ship sổng phan. Ship sổng phan. Ship sổng. Ship sổng. Ship sổng. Ship sổng. 11.000. Ship sổng phan. Nâng xì sổng. Nâng sổng sảm. 12.000. Cảm ơn. Ship sổng phan. Chưa đủ. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ủa, nãy tiền anh đưa em chưa hết chưa? Cái này 100.000 thì nhiều lắm. Không có tiền. Từ từ, từ, ok. Cái nhỏ này, cái cho nhỏ bên đây. Cái con ngựa. 50.000, hết này hả? Cái con ngựa. 50 lận. 50 lận. Con đi tên nè. Đi đi đi. Nè. Cái cái 12 phan. 12 phan là 11.000 hả? Sọn. Ấy ờ nấng sọn. 12 phan. Sọn. À. Cái này là 10 phan. Sọn. Xin lỗi, tiếng Lào không rành. Ship sọn phan. Ship mà ship. Ship là 10. Ship sọn. Sọn là phi. Một bây kìa. Nưng sọn sảm. Nưng sọn sảm xì hạ. Đó. Đó. Đo bó. Nưng sọn sảm xì hạ.
10 lẹp lẹp nướng sóng xám xì hạ húc húc xếp cao xếp chích lúc ở đây chích chích pet pet cáo này con ngựa okay. Con ngựa đâu con ngựa trên tay không bây giờ mua cái này trước đi mua cái này trước cho người ta ăn bánh đói mẹ em mua chơi mua chơi sắp chút mua chơi ở vì ăn nhanh người đó thả vô đấy không con ngựa người nào con ngựa trên tay đâu chỉ bà coi con ngựa đâu ngựa. Đâu con ngựa đâu có thấy đâu ờ thôi cái đó được chơi không mua được chơi hoài á nhà đồ chơi quá trời mua gì nữa đi ca khác đâu con cá đi đó, cái đồ chơi sẽ đẩy con ngựa mua hoài à thôi con cá đi ôm ngủ mi phò nhăn thôi ngán tôi xin no thấy mẹ luôn khập chạy lại khập chạy đỡ nè ở đây làm dễ thương quá hả à. Bánh bao này nè luôn à, dễ thương ha à, dễ thương ghê luôn đi dầm chơi ok đây thì mình đi dầm chơi anh này áo truyền thống của Lào ừ anh giữ đi cái cặp camera hồi nãy anh đâu có đem ra đâu phải không nó không có đem ra đẹp mà nên tích cơ hay cái gì ta áo lạnh xếp sọng thân không mà ở đây làm đẹp quá ha kìa mình đi qua đây sáng làm coi sáng đẹp thế nữa ở đây xúc xích đói bụng không ăn xúc xích không đây cái đẹp quá ha người ta làm cái đèn đẹp quá đi trước đi giống như hồi xưa mình đi cho Hubahu á ha ở đây là cái kiểu như seafood nè người ta bán tôm đó người ta seafood ăn gì ăn và seafood ở Campuchia người ăn cái ngán rồi đây ăn seafood rồi ăn không nổi ở đây đẹp quá ha người ta làm đèn đẹp ghê luôn á trứng hả trứng gì cái này há cảo mà cái này há cảo mà cái chuyện chúng ta kìa đi hướng này đi là giống cái phố ăn uống ha ra đây ngồi chơi đi cái chè nữa nè đi mình ra đây ngồi ra ngồi ghế đá đi ngồi ngồi ghế đi ba đi vòng chơi nữa mình đi vòng chơi coi ở đây có cái gì chơi cái áo này đẹp quá ha bức cửa không ba mua ba giờ mua áo cho mình được rồi có áo unicorn nào không ba cho luộc là giảm giá đi ah
ha. Thì 180 ngàn, tôi lấy hàng nhân châu dùng 1.5 rồi mình ra tiền của mình 270, ok. Ok, Min thích cái nào? Cái nào? Unicorn? Unicorn? Dễ thương lắm. Unicorn ok? 1.4 m. Sổng sảm. Được không? Cái này đẹp, nè cái này nếu nó nè. Nhìn khó. Mùi nè luôn. Ok. 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 À, 180 ngàn bạc. Mua hai cái đi. Ok. Nửng, sóng, 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 sóng. Nhìn sai. Cái này đi. Ha. Cái này bao nhiêu mét? Cái này 2 mét lận. Con quy nhỏ mà. Chào. Xì xì. Nướng xì, nướng xì. Thử ha. Nướng xì xón. Thì con mắc luôn hả? Ok, cho mặc đi. Mắc luôn. Mình đã ăn con kẹo ăn món rồi. Chấm thịt. Cái này 1.5 m, nó giống à, mà cái này bự hơn cái kia, cái này 1.4 m, cái này 1.5 m. Cái này mùi hồi ha, này mùi hồi xa. Mới thử thử con Mỹ như biết à? Không, cái này thử con Vi. Ờ, à, giờ cái này cái thử con Vi mình chứ không? Thử, đang thử con Mỹ, con Vi đúng thì con Vi không đúng. Nửng sảm. Nửng sảm. Nướng sắm. Nướng nướng ok, nướng sắm. Nướng sắm. Nướng sắm, nướng. Nướng sắm, nướng xì xò. Cái này là 1.3 m. Ừ, cái này. Cái này là vừa luôn, hiểu không? Vừa con miếng luôn. Ok, vừa con mình thử. Đây con Vi đi. Cái con Vi hả? Con Vi. Con Vi 1.5 m là vừa rồi ha. Ừ, 1.5 m cái này nè. Không cho. Cái này. Ăn đây đưa. Thì ok. Nhì ok. Ờ nướng hạ, nướng hạ, nướng nướng hạ, nướng sọ, nướng hạ, nướng nướng hạ, nướng xì. Anh cứ nhìn bò mọt. Mọt à? Mệt bò. Cứ nhìn bò này. Không sai cái đây mà. Bông vi, bông vi bên kia. Cứ cái này nè. Bên xì rồi. Nó giống như đây cơ ạ. Không sẽ khơi đây cơ đi. Đây cơ. Cái nhan bài. Mặc vô được không? Anh cứ ăn là thử. Cứ ăn là xám rồi sao? Tôi sụt mà. Cứ ăn đi xám rồi sao mà? Cái này dừa này. Ok, cái đó 1 m mấy? Cái này cũ lắm, cái này ba mua rồi. Ba mua rồi, có rồi. Đâu mặc cái quần được không? Đang mát. Ok, Vy không lựa nữa. Stop. I know, I buy for you already. Now coming Cambodia, okay? Okay. I buy for you already from China. So now I choose this for you. Chút xíu để mẹ làm con Minh xong rồi mẹ làm cho ha. Ok. Không, cái này đâu có đẹp đâu. Không có unicorn bên kia kìa, ba mua rồi, không mặc cái này. Mặc cái này nè. Ba mua cho con này. Cái này nè, ba mua cho con cái này, ăn cái này. Cái này bự không? Đây ba coi cái này bự không? Cái này hơi bự, hơi rộng. Rồi sao? Con Minh ok không? Ok. Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu dễ thương á. Không, ý là mét á. Ba biết rồi, kia ba hoài à. Đúng rồi, mui hồi sam. Con Vi là mui hồi sa thì vừa. Không, cái đó không được đâu. Mui giống giống con Minh đi.
sang đây. Bên đây nè. Cái này mua hồi xa hay mua hồi hai độc á? Mua bên đây. Hồi xa hồi hôm với nhau hả? Giống nhau anh ơi. Cái này mua hồi xa mà. Ừ, đây cái này à. Con Vi hết lớn hơn xíu mua hồi xa. Không phải, cái này mua hồi ha nè. Một mét rưỡi á. Ừ. Cái này không đẹp con được có lấy. Ba nói rồi mà, không nghe lời ba. Tại mấy cái này á, mình mua những cái gì không có. Còn cái có mình mua Trung Quốc, cái này mua Trung Quốc không hả? Nè, thấy không? Thấy chữ Trung Quốc không? Không. Ba mua cho con rồi. Hai hai, nghe con mà đó rồi. Nó nói bọn Vy không sao đâu. Nó lắm rồi. Trời sao để nó lớn rồi tụi nó đi mua đồ chắc mình mệt luôn á. Đó dép. Đi hết áo rồi, Vy mặc áo đi. Đi hết áo rồi. Thôi là không giỡn nữa. Người ta đánh á. Ok. 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 Để luôn mặc tiếp vô. Sẵn. Sẵn. Mặc đơn. Một cái 180 okay. Thì hai cái 360. Xin bật đi lông bò cái cổ vô. Ờ. Vy, lượt đồ của con. Vy, cầm đồ lên. À, đứa nó lên đồ nhìn với tiền. Rồi ra ngoài. Ra ngoài ngồi. Vy, Minh dẫn em ra ngoài ngồi đi. Dẫn em ra ngoài chơi đi. Minh ra ngoài chơi đi. Minh xong con khởi con. Anh canh bật đi lông đi. Ok. Xăm sập ra môi mình. Đập này đập mơn xăm sập. Đập rồi con mơn. Anh ấy sẽ đập mơn thì ta thối lại. Ừ, không thối lại. Đi đưa ta xa sập mơn ta thối lại. Đập rồi con mơn đánh đập mơn nữa nè. Thì xa sập mơn. Đập mơn thì xa sập mơn. À, xa sập. Lộn rồi. Đi đập rồi con mơn nè. Xa sập mơn. Ừ. Thôi đưa cho anh ta luôn đi, đưa cho anh ta xa xong ta thối lại đi, anh hết tài cầm rồi. Thối lại 40 ngàn. Một cái 180 đúng không? Hai cái. Ngân. Ok, ta thối lại. Khập chạy đơ. Ê, con mình lên đồ dễ thương quá ha. Em muốn ở đầu đi nước ngoài hoài luôn. Nước ngoài luôn với đồ. Trước giờ tụi mình còn đặt đồ thao bao cho hai đứa bé không à. Chẳng bao giờ dẫn nó đi mua đồ á. Tại mua đồ ở ngoài thì nói chung phí mặt bằng mát rồi này nọ. Tôi tính ra thì phí nó hơi cao. Cái này nó không có nhiều mẫu mã mình chọn. Mình đúng số mét á. Mình cứ đặt thao bao thì đúng số mét về thì đồ đẹp lắm. Với giá thì các bạn biết đó, quần áo thì rẻ hơn với mặt bằng gấp 3 lần. Thì mình đặt đồ được cho nên mình đặt. Mình ít khi mà dẫn bé ra cửa hàng lắm. Không phải là mình keo đâu, nhưng mà kinh tế mà. Kinh tế thì lúc được lúc không, lúc có tiền và lúc không có tiền. Thì làm sao cách một cách tối giản nhất. Một cách tối giản nhất có thể. Ok. Yeah, và bây giờ mình kết thúc video ở đây nha. Các bạn nhìn lại căn cảnh của Savannakhet. Để quên hả? Đẹp quá ha, đẹp quá ha. Cầm nhau, cầm tay nhau, chạy vòng vòng ba coi, chạy vòng vòng ba coi coi. Không rồi. Ok. Chạy, 1, 2, 3.